Hồ Bích Trâm xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Đến với chương trình Nhật ký hạnh phúc thì quý vị khán giả sẽ có những thông tin bổ ích về những vấn đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và thông qua những câu chuyện, những tình huống mà chương trình Nhật ký hạnh phúc đưa đến quý vị khán giả thì chúng ta cũng sẽ có được những lời tư vấn cũng như là các lời khuyên từ các chuyên gia và các y bác sĩ hàng đầu hiện nay. Và quý vị khán giả sẽ có thêm nhiều bí quyết về cuộc sống, về bản thân cũng như là gia đình của mình, giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng cải thiện tốt đẹp hơn. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là tâm lý khi mắc bệnh COVID-19 với sự tham gia của thạc sĩ tâm lý trị liệu Lê Thị Minh Hoa. Đại dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều tổn thất to lớn cho toàn nhân loại suốt 2 năm qua. Cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, gây tổn thất nặng nề về kinh tế, xã hội cho toàn nhân loại cũng như những nỗi đau vô hình không đong đếm nổi. Số ca nhiễm tính đến thời điểm hiện tại lên đến hơn 2,5 triệu người mắc nhiễm và trong đó có hơn 39.000 ca tử vong. Đến nay thì hầu như những người dân đều đã được tiêm tối thiểu 2 mũi Covid, nhưng vẫn còn một số người mắc bệnh do chủ quan. Và khi mắc bệnh thì không phải ai cũng đủ bình tĩnh để xử lý tình huống này. Một số bệnh nhân dương tính có tâm lý sợ hãi và căng thẳng dẫn tới hoảng loạn, điều trị sai cách, thậm chí khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Ngược lại, có một số bệnh nhân có tâm lý giấu bệnh, sợ cách ly, nghĩ rằng bị mọi người xa lánh, vì thế mà không chịu điều trị, dẫn tới lây bệnh cho người xung quanh. Một số bệnh nhân Covid là người cao tuổi, sợ hãi và phiền muộn đến mất ăn mất ngủ vì lo sợ tỷ lệ tử vong cao. Một số bạn trẻ khác lại thiếu kiến thức về cách xử lý khi trở thành bệnh nhân Covid, vì thế mà hoảng loạn, bối rối cực độ dẫn tới rối loạn tâm thần. Tệ hại hơn đó chính là nạn tin giả, đã làm cho cảm xúc người bệnh có phản ứng quá mức. Điều này có thể kéo dài và trên một cơ thể yếu đuối, khi bị nhiễm bệnh, họ có thể dẫn đến trạng thái ám thị hoặc hoang tưởng, rối loạn tâm thần. Cũng giống như các rối loạn khác, rối loạn tâm lý hay tâm thần nếu không được điều trị đúng, đủ và kịp thời thì có thể để lại những di chứng kéo dài suốt đời, không những đối với người bệnh mà đối với người thân. Tình huống của bạn nữ sau đây là một trường hợp như vậy. Chị Nguyễn Ngọc Hoa, 22 tuổi, khi phát hiện ra mình bị Covid, chị thiếu bình tĩnh và hoàn toàn mất kiểm soát. Mình hai giặt rồi. Không đúng đâu. Mình thấy mình đâu có bị gì đâu ta. Mình đâu có sốt đâu. Bây giờ mình phải làm sao ta? Bây giờ mình phải làm sao? Mình hai giặt rồi, mình phải làm sao? Mẹ. Nhưng mà không được. Có khi nào cái que này bị hư không ta? Chết rồi, trễ giờ làm. Giấu cái que giấu ở đâu? Giấu ở đâu? Đi làm. Nhưng mà không được. Đi làm thì lấy cho mọi người thì sao? Không được, mình phải tự cứu lấy mình. Đúng rồi, tỷ lệ tử vong cao, hàng triệu người trên thế giới đã tử vong vì Covid-19. Sao mà toàn tin tức tiêu cực không vậy nè? Sao mình nóng quá vậy ta? Chết rồi, không được, mình phải ra lấy thuốc uống. Nhưng mà mình đâu có thuốc. Bây giờ xuống nhà thì không được, mà đi ra đường thì lây cho mọi người nữa. Bây giờ mình ngủ một giấc thức dậy sẽ hết bệnh. Ngủ một giấc là sẽ hết sốt nè. Ngủ một giấc. Nhưng mà không được, lỡ ngủ đi luôn rồi sao? Giữ vệ sinh sạch sẽ.
nãy mình mới tắm rồi. Ăn uống đầy đủ, cũng mới ăn luôn. Tập thể dục điều độ. Chưa có tập thể dục, vậy bây giờ tập thể dục. Đúng rồi, tập thể dục. Không thèm quan tâm mọi người nữa. Tập thể dục thì sẽ khỏe, tập thể dục thì hết bệnh. Đó là một trong muôn vàn tâm lý của bệnh nhân khi biết mình mắc bệnh Covid-19. Nếu một ngày bạn trở thành F0, bạn sẽ như thế nào? Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa xem một cái tình huống và chúng ta thấy được những cái biểu hiện, những cái tâm lý mà một số người mới vừa bị F0 trong những cái hoàn cảnh mà họ không biết được là họ bị lây nhiễm từ đâu và họ cảm thấy lo sợ và hoang mang. Và đây là những cái điều mà Trâm nghĩ hết sức bình thường. Và tuy nhiên thì cái sự bình thường liệu có tốt hay là không, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái tư vấn từ thạc sĩ tâm lý trị liệu Lê Thị Minh Hoa. Dạ thưa chuyên gia, thì trong cái đại dịch vừa qua thì không phải là một bản thân ai đó mà rất là nhiều người bị F0, thì họ sẽ có nhiều cái tâm lý. Thì không biết là bây giờ bác sĩ có thể vạch ra được những cái tâm lý mà khi người bệnh mắc phải F0 như thế nào không ạ? Bản thân của mình cũng là F0, tình trạng F0. Ở trong cái thời điểm mà nó cao điểm á, thì bản thân mình lúc đó thật sự mà nói là bởi vì mình là người lây nhiễm qua cho ba mình. Mà mặc dù là mình đã làm rất là nhiều biện pháp nhưng mà không biết từ đâu mà mình đã bị. Và mình cũng tìm hiểu những người xung quanh thì mình thấy là lúc mà bị F0 thì nó có một vài cái tâm lý xảy ra. Thứ nhất, chẳng hạn như là chúng ta không biết rồi nó sẽ đến cái triệu chứng nào, không biết rằng là đến lúc đó mình sẽ xử trí như thế nào. Đó là một hướng ha. Hướng thứ hai là mọi người nói ồ, nó chỉ là cái cảm cúm thông thường, cho nên là đến cái triệu chứng nào thì chúng ta sẽ điều trị theo triệu chứng đó và có sự chuẩn bị rất là kỹ. Và cái thứ ba thì nhiều người lại bắt đầu tâm lý hoang mang, bắt đầu sợ. Đó là tự nhiên có, mình cũng gặp một trường hợp là nói rằng là trách móc và tại sao bao nhiêu người không bị mà tới phiên mình bị. Thì tại đó, sao lại đem cái bệnh này về nhà rồi lấy cho mọi người. Đúng rồi. Rồi có người mất ngủ nữa chứ. Thậm chí là nhiều khi là bị gia đình mọi người truy vấn quá thì đâm ra là stress và trầm cảm. Có nhiều người còn lại chủ quan nghĩ rằng là thôi bây giờ xung quanh mọi người đeo khẩu trang hết rồi, ai cũng phòng bệnh, thì có một mình thôi, mình đi đâu mình đi cũng chẳng sao đâu. Đó, có tâm lý đó, có luôn nha, có luôn đó. Nói chung là sẽ có rất là nhiều tâm lý khác nhau. Bây giờ em phân ra làm ba đi. Đầu tiên đó chính là hoang mang lo sợ. Hai đó là cái mà gọi là có sự chuẩn bị trước. Và thứ ba đó là cái sự đối đầu với sự thật. Giống như bản thân em đi một mình em đi, nếu mà em ở một mình đi thì em sẽ rất là lo sợ và em không biết là phải đối phó như thế nào. Cho nên là bây giờ mình có cách nào, mình có một lời khuyên nào dành cho những bạn mà bị Covid mà bị ở một mình á, để mà trấn an bản thân mình và giúp cho bản thân mình đó tự tin hơn để đối mặt với sự thật không ạ? Giờ trong tình hình ngày nay chúng ta có thuốc rồi, chúng ta lại thực hiện đúng 5K ha. Nếu mình ở một mình mà chẳng may mình bị F0 thì trước đó mình cũng nên có chuẩn bị một chút, là tự bản thân mình bảo vệ mình, bảo vệ cho người khác. Và chỉ khi đó thì mình sẽ làm cái gì đó, thì mình đã có sự chuẩn bị rồi thì chúng ta sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Bây giờ mình quay lại cái tình huống vừa rồi mình coi đi ha. Thì cái cô gái này là cô bị F0 và sau đó là cô bắt đầu hoang mang lo sợ. Chỉ có lời khuyên thôi chứ bây giờ đâu thể nào mà tiếp xúc được đúng không ạ chuyên gia? Nhưng mà bây giờ là cái tâm lý càng ngày càng bất ổn hơn và cô sẽ kiểu giống như là sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ ngoài cái việc đó là mình phải có cái điện thoại để liên lạc nè. Thì còn những cái gì nữa hả chuyên gia? Thì mình cũng biết được rằng là cô gái này thì cô cũng là ở trong tâm trạng là hoang mang. Nhưng mà trong trường hợp này anh chưa qua được thì bản thân cô đó phải chấn tĩnh tâm lý ở chỗ là hiểu được cái bệnh Covid này thì nó trải qua những cái giai đoạn như thế nào, sẽ có cái cách
để mình giải quyết. Là ví dụ đến ở giai đoạn nào thì dùng thuốc nào, chẳng hạn sốt thì dùng thuốc hạ sốt, ho thì dùng thuốc ho, rồi thừa ăn uống làm sao để tăng cái thể trạng cơ thể lên, rồi chúng ta uống nước nhiều vào, rồi nghỉ ngơi, tập thư giãn, tức là có rất nhiều biện pháp để làm cái này ha. Và mình phải biết được là những cái dấu hiệu nào là có thể qua nhanh. Cô ấy phải có số điện thoại của trạm y tế gần nhất hay là của một bác sĩ nào đó của bệnh viện. Ví dụ như mình thấy là sốt nóng đến 38.5 độ thì chúng ta biết là chúng ta sẽ uống thuốc như thế nào, rồi sau đó ho qua chúng ta uống thuốc như thế nào, thì chúng ta đã có những cái túi thuốc đó, có tư vấn của bác sĩ đầy đủ rồi. Nếu như mà khi mà chúng ta biết cái chỉ số oxy trong máu nó tụt xuống dưới 95, hoặc là chúng ta khó thở, hoặc là chúng ta thấy là da nó tím tái, hoặc là chúng ta bắt đầu mệt lạ đi, thì chúng ta cần phải liên hệ ngay với y tế. Nhưng mà bây giờ em để ý nha, nhiều khi có những cái trường hợp người ta bị F0 nhưng mà người ta không có chịu khai báo y tế và người ta giấu luôn. Thì đúng là như vậy, tại vì nhiều người ví dụ như việc công việc, hoặc có nhiều người suy nghĩ như vậy nè. Bây giờ ai cũng chích ngừa rồi. Yeah. Rồi ai cũng có tuân thủ 5K rồi, cho nên có mình không sao. Thì trong những trường hợp như vậy, chúng ta thấy cái đầu tiên á, mình phải bảo vệ cho mình thì phải bảo vệ cho những người xung quanh. Dạ, đúng rồi. Nếu mà chúng ta làm gì làm, chúng ta có thể báo, thì chúng ta phải tự chọn cái sự cách ly như thế nào để mà nó an toàn cho mình và những người xung quanh đó. Đó là cái chuyện đầu tiên mình nói, là vì con người với nhau, mình sống mình cũng phải tôn trọng. Với lại cái này liên quan đến sức khỏe con người, đến tính mạng con người, cho nên bản thân mình cũng phải tôn trọng những người xung quanh. Thật ra khi mà cái thời điểm cao điểm chăng nữa thì tình người phải công nhận thật sự mọi người hỗ trợ nhau hết mình, mọi người động viên nhau, giúp đỡ nhau, thậm chí cả những cái người mà phó mặt nha. Yeah. Họ sống họ buông xuôi luôn, nhưng những người xung quanh vẫn giúp đỡ rất là tốt, rất là nhiệt tình. Mình đã từng chứng kiến ở trong bệnh viện là một bà cụ nhỏ xíu à, nhỏ như cái gối ôm vậy nè, thì điều dưỡng cũng đến thăm, cũng làm, nhưng mà đến giờ thôi chứ không phải lúc nào cũng được. Thì có một cô vừa mới qua cái hơi ổn một xíu, cô là người tự nguyện chăm sóc những người đó. Hay trong cái phòng của mình vậy, người khỏe hơn sẽ chăm sóc những người yếu hơn, vẫn làm đầy đủ hết. Cái vấn đề là sau khi Covid thì mình thấy là cái hậu tâm lý là có rất nhiều cái mà mình cần trao đổi á. Mình đi vào bệnh viện mình gặp khám hậu Covid rất là nhiều người mất ngủ, cái ám ảnh nó còn á, cơn ho mà ho xé họng luôn rồi, thì cái điều đó để lại cái ám ảnh cho những cái người đó. Nhưng mà lúc đó tự nhiên một cái chuyển hướng qua là hãy trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Khi mình đã trải qua những cái biến cố đó rồi thì mình trân trọng cuộc sống hơn, sống tích cực hơn rất là nhiều và lành mạnh hơn. Và một cái tâm lý là thứ nhất là lo âu thì chúng ta phải cố gắng làm điều này. Tự mà mình điều chỉnh mình không được thì chúng ta nên đi gặp các chuyên gia về tâm lý. Tại vì chúng ta có cái hậu khám tâm Covid á, thì những người mà đã bị như vậy, mất ngủ nè, hay lo âu, lo lắng nè, thì chúng ta nên đi kia khám bác sĩ tâm lý để có một cái can thiệp kịp thời. Và cái nữa là có những người sẽ chuyển qua là tự dưng là phòng vệ quá đáng. Yeah. Có phải là thì đầu cũng vi, thế đầu cũng vi trùng, thế đầu cũng vi khuẩn, cái là mình ngăn không tiếp xúc với ai ngay, thì đó là một cái mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Và ngay cả bản thân của mình, khi mà mình đã tiêm đủ các vaccine rồi, nhưng mà Trâm nghĩ là bản thân của mình cũng phải tự bảo vệ mình, tại vì mình cũng không biết được là Covid này nó sẽ quay lại lúc nào. Và ngày hôm nay phải nói là cảm ơn những cái lời chia sẻ của chuyên gia Lê Thị Minh Hoa rất là nhiều, và hy vọng rằng là những lời chia sẻ này sẽ gửi đến cho quý vị khán giả những cái kinh nghiệm từ bạn bè nè, người thân nè, và chính bản thân của mình khi mà mắc phải F0, và giúp cho chúng ta sẽ có những cái biện pháp an toàn cho bản thân của mình và cho cộng đồng nhé. Và ngay cả bản thân của Trâm cũng nghĩ là chúng ta nên xác định là chúng ta đang sống chung với lại Covid rồi, cho nên mình cần phải chuẩn bị những cái biện pháp, những cái tâm lý sẵn sàng để khi mà mình có bị F0 thì chúng ta sẽ áp dụng cho cuộc sống của mình liền. Và xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý trị liệu Lê Thị Minh Hoa rất là nhiều khi mà tham gia chương trình Nhật ký hạnh phúc ngày hôm nay. Và chương trình được phát sóng vào lúc 18:10 thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Cả nhà đừng quên giờ phát sóng của chương trình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ.